May xong rồi nè, bây giờ Nhi sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem cái quần nha. Đây, cái quần đây. Đó, quần đó. Cái quần Nhi đây, Nhi may lưng thun nha. Đây, Nhi may lưng thun. Đó, ở trong nè cả nhà. Ở ngoài nè. Thun dúng rất là đều luôn. Trên đây là cái áo. Cổ áo này nha cả nhà, cổ áo lăn tông. Nút. Đây là bên đây là dây tay. Đó. Đây là tổng quan cái bộ đồ Nhi đã may xong rồi cả nhà. Bộ đồ pyjama cả nhà. Đây là cái áo nè. Nút. Cổ. Đây là tay áo. Đây là cái quần. Đó là tổng qua cái bộ đồ đó cả nhà. Đây là sau khi Nhi đã gấp ship lại chuẩn bị giao cho khách này cả nhà. Đó, cả nhà Nhi sẽ quay cận cảnh sát xuống cho cả nhà xem cái cổ áo nha. Đây, cổ áo đây, cổ áo chữ B. Ở bên đây là cổ áo lăn tông. Ở trên kia là cổ áo lá sen nha. Đó, Nhi may tiếp bên đây là cổ áo lăn tông không có phối nha cả nhà. Đó, bây giờ là Nhi sẽ bỏ vô bịch nha. Nhi đang chuẩn bị đặng giao cho khách đó. À, Nhi bên đây thì Nhi có nhận may đồ để bán luôn á cả nhà ơi. Và may cho khách luôn.